Chào mọi người ha, hôm nay là tiếp tục đi vô rừng kiếm măng này mọi người. Giờ mình cũng đã đến rừng rồi nha. Đây, bây giờ mình đang vào một cái nơi mà hôm bữa mình vô lấy măng á. Đây là mấy cái cây măng hôm bữa mình chặt lấy. Giờ mình sẽ đi xuống dưới này lấy. Đây là một con dốc nha. Con dốc này cũng khá là dài luôn. Măng đây. Trời ơi, mũi cắn ghê. Đây là một củ măng. Vòng đi vòng lại được bao nhiêu đây là mũi cắn. Mũi cắn muốn xỉu luôn. Này, đi là phải có nhang mũi đi theo này. Phải có nhang mũi đi theo. Không là chịu không nổi đâu á. Mũi nhiều quá. Đó, nhang mũi này. Nhang mũi đây. Gắn đi kiếm đi, được mấy bao rồi đi về. Chờ nó cháy hết nhang mũi này đi. Đó. Có nhang mũi là không có con mũi nào dám tới. Nó cầm đi theo. Được, cháy hết rồi con cầm theo gì nữa. Còn khói nữa đâu, có tí xíu đó. Để tới kia cho em. Giờ đi. Đây là cái chỗ hôm bữa lấy này. Củ măng đã mục hết rồi này. Mấy cái lá măng này. Đợt này măng mọc ít lại rồi mọi người. Để lên trên này. Vợ mình thì đang lấy bên kia. Đây rồi. Cây tre nào, cây tre nấy rất là to luôn này mọi người. Chỗ này là măng này là hôm trước mình lấy này. Đây củ, mình đóng một củ này. Giờ đóng bao thôi. Vì măng nó đâu có mọc gì dễ đâu. Hôm bữa đi thấy mọc quá trời măng con luôn. Đi. Ý à, mũi nhiều quá ha. Còn thua đâu, thua cần mũi này mình quạt những cây này thua, chỉ có nhang mũi. Quạt nhưng mà nó rửa cắn chứ. Mình lấy cây này, vua thế này là mình nhiều lắm. Cắn quá cắn. Măng này cũng được tầm 2 túm. Trời sắp mưa nữa rồi. Thử đi. Bắt em đi có của tí đi. Sương muối nó nham mà. Sương muối được mấy giờ? Lần này không biết. Không phải đổ thừa. Lần này không tống được về đâu. Tống về đi bố đi.
lấy cái dây này cho nó. Hai khúc với một túm đây nè, mấy cây thuốc dược liệu quý nữa, này chặt ra nhỏ đem về, còn đó cây nữa, chặt xong rồi đem về. Nước nhiều xuống mà đây. Nhiều xuống. Còn rớt được không? Có nước uống mà. Uống nước được.